Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vui TV. Và như tiêu đề thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem là tại sao Sơn Tùng mặc dù là mặc đồ hiệu, đồ Gabenchi, Gucci, đi giày Nike X, Off-White hay là đi xe Bentley, nhưng mà lại sử dụng một chiếc Oppo F9. Thôi không dài dòng nữa, hãy cùng đến ngay với nội dung chính của video. Như các bạn đã biết và chắc chắn là các bạn cũng đã xem thì MV Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng thì giờ đây đang cực kỳ hot. Ở thời điểm hiện tại thì nó đang là top 1 trending tại Việt Nam, và thậm chí là tại Úc thì nó đang ở top 2 trending. Hiện tại bây giờ thì chắc là bao nhiêu view rồi em? Chắc là cũng phải 5-7 triệu rồi. 15 triệu view à, đó, mới có chưa đầy 24 giờ mà sếp đã được 15 triệu view rồi. Tuy nhiên thì ngoài cái việc là MV nhạc rất là hay, gái rất là đẹp, nhà rất là đẹp, Snoop Dogg rất là chất, thì có một điều mình cũng rất là tò mò, đó là tại sao mà Sơn Tùng lại sử dụng một chiếc Oppo F9 để có thể là lên du thuyền rồi là chụp ảnh selfie cùng với lại các em gái bên Mỹ đấy, mà không phải là một chiếc Oppo F11, bởi vì là Oppo F11 bây giờ thì cũng đã ra mắt khá là lâu rồi. Hay là đẳng cấp hơn thì Sơn Tùng có thể sử dụng một chiếc Oppo Reno thì nó sẽ ra dáng một người đại gia hơn. Đó, thì lý do chính là bởi vì cái thời điểm quay của MV Hãy Trao Cho Anh này thì đã được quay khá là lâu rồi. Cụ thể là ở trên Facebook của Snoop Dogg luôn. Thì tháng 12 năm 2018, nghĩa là cách đây hơn nửa năm, thì Snoop Dogg có đăng một cái video lên. Và ở trong cái video ngắn đó thì có sự góp mặt của Sơn Tùng, và cũng chính là cái địa điểm mà tại bến cảng trước khi lên du thuyền ở trong MV Hãy Trao Cho Anh luôn. Đó, thì dựa vào cái video chúng ta có thể kết luận rằng là MV này được quay vào tháng 12 năm 2018. Và ở tại thời điểm đó thì Oppo cũng chưa ra mắt Oppo F11 để Sơn Tùng có thể cầm và là lên du thuyền chụp ảnh cùng với lại các em gái. Nói đến cái đoạn ở trên du thuyền này thì mình cũng thấy rất là lạ, là tại sao mà cái chiếc Oppo F9 á, bình thường thì các bạn nhìn thì các bạn sẽ thấy nó có một cái vẩy, những cái đường vẩy ở phía sau, hoặc là có một phiên bản thì nó sẽ có những cái đường chấm li ti. Trong khi cái MV của Sơn Tùng thì lại không hề có bất cứ một cái họa tiết nào ở trên cái mặt lưng của chiếc máy cả. Thì cái lúc mà xem MV ấy thì mình cứ nghĩ là lúc đó Sơn Tùng đang dùng một chiếc Oppo A5s chứ không phải là Oppo F9, thì thậm chí là còn rẻ tiền hơn. Nhưng mà sau khi mà xăm soi đến một đoạn tiếp theo thì cái giao diện chụp ảnh của cái máy Sơn Tùng dùng thì nó là có cái tính năng slow motion, trong khi cái chiếc Oppo A5s này thì nó không có tính năng slow motion. Như vậy là chúng ta có thể kết luận rằng là máy Sơn Tùng dùng chính là máy Oppo F9. Và có hai trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất là cái đội ngũ âm thanh ánh sáng của ekip của Sơn Tùng quá là đỉnh đi. Họ có thể đánh sáng đến cái mức mà bay luôn được cả những cái họa tiết ở trên mặt lưng của chiếc Oppo F9. Và trường hợp thứ hai là Sơn Tùng đang sử dụng một phiên bản đặc biệt, phiên bản này dành riêng cho Sơn Tùng và nó sẽ không có những họa tiết ở phía sau để có thể là phù hợp hơn với cái hình ảnh gọi là thành đạt sang chảnh của Sơn Tùng. Đó, nói tóm lại thì trong thời điểm mà Sơn Tùng thực hiện MV Hãy Trao Cho Anh thì Oppo chưa ra mắt Oppo F11, cho nên là Sơn Tùng đã cầm Oppo F9 và làm video. Theo một thông tin ngoài lề mà mình có hóng được thì Oppo có đề nghị Sơn Tùng là hãy quay thêm một cái đoạn nữa, quay riêng cái chiếc máy sử dụng Oppo F11 để có thể phù hợp với lại thời đại hơn. Thế nhưng mà bởi vì là cái chi phí để có thể thực hiện lại cái cảnh quay đó nó quá cao, hình như theo tin tức của mình thì nó lên tới 2 tỷ đồng, cho nên là nó đắt quá thì thôi quảng cáo cho Oppo F9 cũng được. Và mình nghĩ là Oppo F9 tại thời điểm này thì cũng chưa phải là một chiếc máy quá cũ, nhất là khi bây giờ thì có lẽ là F9 sẽ có mức giá rẻ hơn. Xem đến đây thì hẳn là nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là tại sao Sơn Tùng không cầm Oppo Find X này hay là Oppo Reno thì nó sẽ đỉnh cao hơn, chứ cầm mấy cái dòng F này thì không có sang trọng và không phù hợp với lại video. Thì theo mình cầm Oppo F9 là rất là phù hợp, bởi lẽ rằng là Sơn Tùng, thứ nhất Sơn Tùng là đại diện của dòng F của Oppo chứ không phải là đại diện của dòng Reno hay là Find X gì cả. Đối tượng fan của Sơn Tùng thì cũng rất là phù hợp với lại những chiếc máy của dòng F, bởi vì là những cái bạn mà hâm mộ Sơn Tùng ấy thì là giới trẻ này, thích sự phá cách, thích sự cá tính mạnh mẽ, và họ cũng sẽ không có quá nhiều tiền để có thể mua những cái phiên bản cao cấp hơn, ví dụ như là Find X hay là Reno. Cái chiếc Reno thì bây giờ cũng đã có một cái ngôi sao khác đảm nhiệm rồi, hiện tại bây giờ thì cũng đang ở trên top trending luôn, đó là Hương Giang, bài gì gì đó mình cũng không nhớ tên, đang top 2 trending luôn. Thì ở trong cái MV đó có sự xuất hiện của Oppo Reno, và mình phải thực sự rất phục Sơn Tùng, là mặc dù là anh sang nhà của Snoop Dogg chơi có rất là nhiều cám dỗ, nhưng mà trong MV các bạn thấy là Sơn Tùng rất là kiềm chế, không động vào bất cứ một cái gì cả, chỉ nắm tay một bạn và chạy thôi, chứ không hề có bất cứ một cái hành động gì hay là dùng những cái chất kích thích gì bị cấm tại Việt Nam cả. Mình rất là đánh giá cao cái gọi là sự kiềm chế này của Sơn Tùng. Ok, đến đây thì video xin được kết thúc, và nếu các bạn thấy video hay thì hãy like, share và subscribe cho Đến Thế Vui TV. Còn bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau của Đến Thế Vui TV.